bị bóc phốt về quá khứ không tốt đẹp, hot tiktoker Hoàng Lan Anh ấm ức lên tiếng. Là một người trẻ thế hệ Gen Z và sử dụng mạng xã hội TikTok thường xuyên thì có lẽ nhiều người sẽ biết đến cái tên Hoàng Lan Anh, một bạn nữ có ngoại hình ưa nhìn với gần 2 triệu follower ở trên TikTok. Cô gái nổi rần rần với những clip triệu view quay lại cảnh mình nhảy nhót cực dẻo trên nền nhạc đang hot trend. Mới đây, đang yên đang lành thì bỗng dưng sóng gió ập đến khi một kênh TikTok có tên chưa biết đã đăng bài tố cáo Hoàng Lan Anh có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Cụ thể, tài khoản này bóc phốt nữ TikToker trước đây đã từng ăn chơi đua đòi, hay cãi và thậm chí là xô ngã bà. Đỉnh điểm nhất là lấy tiền ma chay khi bà mất để tiêu xài, hay thậm tệ hơn là tố Hoàng Lan Anh đã từng đi khách. Trước những thông tin được nói về mình và hút về hàng triệu lượt quan tâm, chính chủ trong cuộc đã ấm ức đến bật khóc, lên tiếng giải thích đầu đuôi câu chuyện. Nếu như mọi người đã đọc cái thông tin ở kênh chưa biết thì mình nghĩ là mọi người sẽ hiểu lý do mà mình đăng video này mọi người ạ. Thứ nhất là mình xin lỗi mọi người trước, tại vì không phải là mình cố tỏ ra khóc lóc để cho mọi người đáng thương hay như thế nào đấy mà. Tức là những ai mà hay bị dễ khóc dễ sẽ hiểu là mình cái tật đấy của mình không thể nào mà kiềm chế được. Nên là mình muốn xin lỗi mọi người trước, mong mọi người đã thông cảm cho mình. Còn về cái vấn đề mà bố mẹ mình làm sai hay như thế nào đấy thì bố mẹ mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Và cái vấn đề đấy nó không ảnh hưởng gì đến việc là con người mình nó sẽ như thế nào cả. Nên là mình mong là bố mình mất rồi, mọi người đừng có buông những cái lời mà nó không hay đến bố mẹ của mình. Đến về cái vấn đề thứ hai là khi mà mình chuyển về ở với bà nội của mình từ năm giữa cấp 1 cho đến khi bà của mình mất, thì trong suốt cái khoảng thời gian đấy, trong một gia đình thì mọi người phải hiểu là cái việc tranh cãi nó không thể nào mà không thể xảy ra được. Mọi người chắc là từ bé đến giờ mọi người chưa cãi ông bà cha mẹ một lần nào không? Tại sao mọi người lại lôi cái vấn đề? Mình không phải là kiểu đồng ý với cái việc là tranh cãi, nhưng mà cái đấy nó là cái không thể không xảy ra trong một gia đình mọi người. Tại sao mọi người lôi cái vấn đề đấy để nói ra với mình? Và trong cái khoảng thời gian đấy thì mình đối xử với bà mình như thế nào thì chỉ có mình, em trai mình và bà mình biết được rõ nhất. Mọi người ở là người ngoài, mọi người không thể hiểu hết được. Nên là mình mong mọi người đừng có đánh giá về con người mình thông qua những cái lời nói mà người ta đồn thổi như thế. Còn cái vấn đề thứ hai là cái việc khi bà mình mất, kênh chủ kênh chưa biết nói là mình lấy tiền ma chay của bà mình để đi ăn chơi đua đòi hay gì đấy. Bây giờ mình nói cho mọi người nghe này. Bà mình mất nhưng mà trong nhà mình không phải là không còn ai, là còn các bác của mình. Khi mà bà mình mất, các bác của mình là người giữ tiền ma chay và để lo cho sau này, lo những cái đám gì đấy trong nhà mà mình và em mình thời điểm đấy không thể làm được. Mọi người ạ, không ai người ta cho mình cầm cái tiền ma chay đấy hết. Sau đấy thì mình cũng không hiểu là cái hoàn cảnh của gia đình mình có gì đáng để nói. Mình cũng không hiểu là cái hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào thì có cái gì đáng để cái kênh chưa biết đấy lôi lên nói như thế à. Còn cái vấn đề mà cái khoảng thời gian mình và người yêu cũ của mình yêu nhau thì cái việc cầm tiền ma chay đi chơi đi chơi bời đàn đúng là không có mọi người ạ. Mình không phải là ở trên đấy như một vợ chồng với người ta, mà là cái thời gian mình ở trên đấy khá nhiều. Mình cũng biết là cái điều đấy là sai rồi. Còn về cái vấn đề mà chủ kênh chưa biết nói là mình sau khi mình nổi tiếng mình chuyển đi ra nhà ở riêng để dễ cặp với đại gia và cái ăn chơi đu đả gì là không có mọi người ạ. Còn vấn đề mà chủ kênh chưa biết là mình sau khi mình nổi tiếng chuyển ra nhà riêng để dễ cặp với đại gia với cả chơi bời các thứ thì là hoàn toàn không có mọi người ạ. Mình không biết là cái vấn đề cái thông tin đấy kênh đấy lấy ở đâu, nhưng mà là nó không có, tại vì không cặp với ai. Mình không cặp với ai hết. Bạn bè chơi thân hay là gì đấy đều biết là mình không có cặp với ai, là mình đang sống và chính trên chính cái số tiền mình làm ra. Và hiện tại mình cũng có người yêu mọi người ạ. Tại sao mình có thể cặp kè với đại gia trong khi mình đã có người yêu được? Nên là mình xin mọi người, mình không làm những cái gì sai trái với lương tâm, sai trái với người khác là được. Mọi người đừng có lo hoàn cảnh của mình ra để mọi người nói. Mọi người đừng nói bố mẹ mình, đừng nói mình như thế này như thế kia cả. Mình mọi người không sống cuộc đời của mình, mọi người không thể hiểu được. Mình xin lỗi mọi người một lần nữa, tại vì là mình nhấn mạnh là mình không phải khóc để cho mọi người thương hại, mà là do cái tật của mình nó như thế. Nhiều người sau khi xem drama đã phải để lại bình luận rằng tài khoản chưa biết là ai mà đã đi quá xa.
đang yên đang lành tự dưng dính đạn. Cụ thể là lên án về kênh TikTok này khi đã đưa ra những thông tin chưa có tính xác thực nhằm vu khống, hạ bệ người khác, bới móc đời sống riêng tư của những người nổi tiếng và thậm chí là ép họ vào con đường cùng chỉ để thỏa mãn mục đích cầu view, cầu like. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!